Tin nóng trong ngày, người dân đổ xô chen chúc đi xét nghiệm Covid-19 để có giấy thông hành. Việc Đồng Nai và thành phố Dĩ An, Bình Dương yêu cầu người đi về từ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương phải có giấy xét nghiệm âm tính, khiến cho nhiều người đổ xô chen chúc đi xét nghiệm để có được giấy thông hành. Và việc này đã khiến cho nhiều bệnh viện quá tải và không đảm bảo được quy định phòng chống dịch. Ngày 5 tháng 7, tại các bệnh viện Quân y miền Đông, Bệnh viện thành phố Thủ Đức, Bệnh viện Lê Văn Thịnh thành phố Thủ Đức, hàng ngàn người đã đổ xô chen chúc nhau đi xét nghiệm Covid-19. Người đi xét nghiệm chủ yếu là tài xế, người làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng có địa chỉ tạm trú tại thành phố Dĩ An, Bình Dương hoặc Đồng Nai. Tuy nhiên, do số lượng người đi xét nghiệm quá đông, ở nhiều bệnh viện xảy ra tình trạng chen lấn và người dân không đảm bảo khoảng cách. Đến chiều, một bên xét nghiệm test nhanh Covid-19 của Bệnh viện Quân y miền Đông đã phải thông báo dừng việc lấy mẫu. Tương tự, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức cho biết đã phải thông báo dừng xét nghiệm từ lúc 9 giờ sáng nay do số lượng người dân đến xét nghiệm test nhanh quá đông. Bà NH, 51 tuổi, có nhà ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhưng đi làm ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh nên phải đi xét nghiệm Covid-19 để lấy giấy thông hành, dù giấy chỉ có hiệu lực trong vòng 3 ngày. Trước đó, ngày 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định từ 0 giờ sáng ngày 5 tháng 7, toàn bộ người đi về đến Đồng Nai từ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương phải có giấy xét nghiệm âm tính. Người từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai muốn vào Dĩ An, Bình Dương phải xét nghiệm âm tính. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn like và subscribe kênh Shine TV để có thể cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.